sáng ngày 29 tháng 1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh đã ra hướng dẫn thực hiện các biện pháp cách ly và theo dõi sức khỏe, phòng bệnh với các trường hợp liên quan các ca bệnh ở tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ nâng thời gian cách ly lên 21 ngày đối với người tiếp xúc ca bệnh, người về từ các vùng có dịch như Hải Dương, Quảng Ninh. Như tuổi trẻ online đã thông tin trước đó, tối ngày 28 tháng 1, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) cho hay, 7 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 1.553 ở các quận 5, 6, 10 và Tân Phú đều âm tính lần một với Covid-19. Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngành y sẽ luôn đặt ở trạng thái cảnh giác cao nhất, các đội phản ứng nhanh, công tác xét nghiệm đều chuyển sang trạng thái sẵn sàng ra trận. Hệ thống y tế đã sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch bệnh khác nhau. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn khẩn gửi các bệnh viện công lập và ngoài công lập, các trung tâm và phòng y tế quận huyện về việc tăng cường tuân thủ các biện pháp phòng kiểm soát lây nhiễm COVID-19. Trong đó đặc biệt chú ý kích hoạt hệ thống phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 ở mức độ cảnh báo cao nhất, tái thiết lập các buồng cách ly tại các khoa lâm sàng, khu cách ly điều trị tại bệnh viện theo quy định.